Xin chào các bạn, ngày hôm nay sẽ là một video vẽ cực nhanh mô tả lại những tiết học ngày xưa của chị khi mà còn đi học đó. Là chị ngồi trong lớp tranh thủ lúc mà cô chấm điểm hoặc là cô đi ra ngoài một chút xíu là lấy bút chì ra vẽ lẹt xẹt 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 nhanh 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 những em búp bê giấy giống như thế này. Và đây, chị đang vẽ chị là một bạn học sinh nữ siêu dễ thương. Đó, và bạn nữ thì phải có nơ, có quần áo nữa. Và chị cũng thể vẽ thật nhanh bằng bút chì nha. Cô mà tới một cái là chị sẽ lấy cục gom chị bôi liền. Chị nói chị không có vẽ, nếu không là cô bắt quỳ gối chết luôn. Không biết có bạn nào đam mê vẽ và trong tình cảnh giống như chị là tranh thủ cô ra ngoài lấy cây bút chì ra ngồi quạch để làm búp bê giấy hay không. Đó, chị đã vẽ xong rồi thì chị vẽ thêm con nhỏ bạn ngồi kế bên chị nữa nha. Nhưng mà trời ơi, cô đến rồi, thôi mình không vẽ mình nữa, mình sẽ vẽ cô giáo nha. Hên quá, tưởng tượng nha là cô đang đứng ở ngoài cửa để nói chuyện với một giáo viên khác, tranh thủ mình giả bộ mình vẽ cô để cô có thấy thì cô cũng không có la. Và đây là cô giáo của mình nè, khuôn mặt cũng khá dễ thương, tóc tai xõa hai bên như thế này nè các bạn. Đó, mình phải cố gắng vẽ cô giáo cho đẹp nhưng mà vẽ cho nhanh, không thôi á hả là cô la chết luôn. Nếu như mà cô thấy á thì thôi, mà không thấy thì mình giấu luôn. Và đây mình đang vẽ câu chuyện của cô mình đi mua đồ đó. Cô mình đang đứng nói chuyện ở bên ngoài với lại mọi người là hẹn nhau đi mua đồ, mà nói thiệt luôn cô của mình bự ơi là bự luôn, không biết là mặc đồ có vừa không nữa. Và đây mình đang thử làm bộ sticker cô giáo của mình đi thử đồ nha mọi người. Đó là cô của mình ha, mình vẽ sơ thôi, cô không có trang điểm gì hết trơn cho nên mình cũng không cần trang điểm gì hết. Rồi ha, sơ thôi. Và đố các bạn nha, trong cái cuộc đi chơi lựa đồ này thì cô của mình sẽ lựa được bao nhiêu bộ ha? Tại vì á hả, cô mình khá là bự luôn nha, và mình cũng vẽ đại vậy đó, không biết là được bao nhiêu bộ đồ nữa. Cô mình thì lại rất thích những cái mẫu đồ mà kiểu như thiếu nhi, trong khi cô rất là to luôn á nha. Và đây là bộ tích cơ, nếu mà cô có xem được á thì cô ơi, em nói thiệt luôn á, cô lựa đồ to to vừa với cô nha, không thôi á là không có mặc được đâu. Một hồi nữa cô xem đi là cô sẽ hiểu, xem phần cuối video. Và các bạn cũng vậy nha, nhớ xem tới cuối video, mình tô màu xong nữa là xong rồi đó. Thấy chưa, chỉ có mấy phút cô nói chuyện với bạn bè thôi mà mình đã có được một bộ sticker siêu nhanh siêu đơn giản. Có bạn nào giống mình không nè thì cho mình một like nha. Và bây giờ thì mình sẽ cắt dán băng keo là xong rồi nha. Trời ơi. Yeah, và sau khi ngoạch vẽ cực nhanh đã ra chân dung của cô giáo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thử đồ cho cô giáo ra nha. Cô ơi, cô thích màu nào? Cô thích áo màu trắng đơn giản hả? Ok, sẽ mặc vô cho cô nha. Mặc vô. Trời ơi, không vừa. Cái áo này nhỏ quá, cô thì lại quá to, cổ cũng to, người cũng to nha. Cô cần phải giảm cân đó. Hay là cô sẽ thử cái áo màu hồng này đi nha. Ok, mặc vô. Trời ơi, cái áo màu hồng cũng to luôn rồi. Cô hơi bị béo rồi đó nha. Vậy mà toàn chọn mấy cái đồ nhỏ nhỏ thôi, mà lần sau chọn áo to hơn một chút xíu đi. Chọn cái áo này đi nha. Thử xem nè, áo này là áo size rất là lớn đó. Và ok, trời ơi vừa rồi nè. Đó, cô nhớ nha, cô phải mặc size XXL nè. Còn cái size S này thì không thể nào mặc vừa được. Rồi, sau khi mặc áo rồi thì cô sẽ đính một cái nơ này. Trời ơi, nó hơi con nít nha, cô đừng có đính lên. Còn cái băng đô này, trời ơi, nó cũng rất là baby luôn, không hợp một chút xíu nào hết như cô nha. Và đây là chân dung cô giáo của chị đó các bạn ơi. Cô giáo của chị là hơi bị béo phì, mặc đồ rất là khó chọn luôn. Đó vậy, đi siêu thị hả thì lại thích chọn mấy cái đồ nhỏ nhỏ như thế này nè. Tuy nhiên nhìn kỹ thì khuôn mặt của cô cũng rất là xinh luôn đúng không? Còn cô giáo của các bạn như thế nào? Comment ở phía dưới ha. Bộ sticker dễ thương này là dành cho những lúc chúng ta rảnh rỗi ở trên lớp đó, mình sẽ vẽ nhanh, cực kỳ nhanh. Mà một bộ sticker cô giáo em, bạn em hoặc là chị của em, đơn giản, nhanh ha, không sợ bị cô giáo hoặc là tổ trưởng phát hiện, mà vẫn có thể chơi vui vui nha. Chúc các bạn vui và sẽ vẽ nhanh được một bộ sticker dễ thương như thế này. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại video sau. Đừng quên cho chị một like và đăng ký thành viên kênh, cũng như comment xem các em thích chị vẽ về một cô giáo chủ đề như thế nào nha. Mặt ớt, dễ thương, dữ, hiền hay là như thế nào? Comment ở phía dưới nha.